này của em thì nó là cái hiện tượng là viêm da dầu em ạ. Viêm da dầu và mụn trứng cá. Đấy. Thứ nhất là da của em nó tiết dầu rất là nhiều. Toàn bộ ở chỗ này của em tiết dầu rất là nhiều. Người ta hay gặp tiết dầu nhiều vùng chữ T này. Từ trán này sang hai bên cánh mũi. Những cái vùng như này nó đỏ, nó mẩn đỏ và thậm chí nó còn thể bong tróc ấy. Nó là do viêm da dầu đấy em ạ. Viêm da dầu và mụn trứng cá là một bệnh lý tương tự nhau, chung. Thường là gặp phải đến 80-90% những người da dầu là dễ bị lên mụn. Em hiểu chưa? Này của em ở dưới da của em rất là nhiều mụn ẩn. Nếu mà mình không xử lý cái mụn ẩn này đi ấy, thì nó có thể lên thành mụn viêm. Đấy, hoặc là nó có thể lên thành vết thâm. Được chưa? Mụn viêm nếu mà em để nó tự vỡ hoặc cạy nặn ra thành vết thâm. Còn nếu nặng nữa có thể thành sẹo lõm. Em để ý là những bạn mà tăng tiết dầu nhiều thì cái lỗ chân lông bị giãn rất là to. Hiểu chưa nào? Cái này điều trị thì nó sẽ ổn, nhưng mà về sau em phải chăm sóc da đấy. Em phải có một cách chăm sóc là nó phù hợp với da của em. Chứ không như này là cứ để như này nó cứ bị lên đi lên lại. Đấy. Rồi thì nó cứ bị mẩn đỏ lên như thế. Em hiểu chưa nào? Đấy.